Thưa quý vị, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động một cách đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực, cụ thể đã thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận khu 5 thành phố Đà Nẵng, trong không khí trang nghiêm với lòng biết ơn vô hạn, các chị, các cô là hội viên phụ nữ các chi hội, cựu thanh niên xung phong, hội tụ yêu nước, phường Hòa Thọ Tây đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tại đây, đại diện tiêu biểu các chi hội phụ nữ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã báo công dân bác. Rất là mong muốn rằng thành phố được hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ cho các phường để cho các phường có những cái phong trào mà coi như là trong những năm tới coi như là hoạt động rất cho tốt, để cho các thế hệ trẻ coi như là cũng biết được rằng những người đi trước là đã cống hiến như thế nào. Thấm nhuần với lời dạy của bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và thành phố phát động. Trọng tâm là phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến từng hội viên, phụ nữ, các khu dân cư, tổ dân phố. Bản thân tôi là nắm bắt các cái phong trào ở trên đưa về, từ đó là cụ thể hóa các cái chương trình đó đi sâu đi sát vào từng chị em trong chi hội, góp phần cho cái phong trào phụ nữ phường Hòa Thọ Tây ngày càng phát triển. Trong thời gian tới thì hội sẽ tiếp tục duy trì những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có những cái hoạt động mà sinh hoạt chuyên đề, nhân rộng các cái điển hình tiên tiến để cho chỉ thị 05 ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong các cấp hội phụ nữ. Có thể thấy việc học và làm theo bác trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ hội viên phụ nữ, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của tổ chức hội.